kể từ khi người Mỹ giới thiệu Rosie, một robot giúp việc ở trên phim hoạt họa The Jackson trong thập niên 1960, thì robot giúp việc đã trở thành một sản phẩm mơ ước tương lai cho các gia đình. Theo nguồn tin từ Time Magazine, một sản phẩm mới từ Molly Robotics của Anh Quốc vừa giới thiệu hệ thống robot với khả năng tự nấu hàng ngàn món ăn. Được cấu tạo bởi 20 động cơ, 20 khớp nối và 129 sensor với hai cánh tay robot để có thể bắt chước các chuyển động bàn tay của con người. Các cánh tay và bàn tay của robot có khả năng nắm bắt vật dụng, các món ăn và chai lọ khác nhau. Loại robot này học các động tác nấu ăn được thực hiện bởi một người đầu bếp, thâu nhận động tác trên một máy ảnh 3 chiều và được đưa vào computer. Từ việc lựa chọn nhiệt độ ngay trên bếp thêm vào các thành phần thức ăn cũng như là gia vị được sắp xếp sẵn cho đúng vào thời gian cần thiết. Cánh tay robot có thể trộn đều những món ăn từ dưới nồi hay những món xào nấu ở trên chảo tránh bị chào ra ngoài. Tim Anderson là một người chiếm giải Masterchef vào năm 2011 tại Anh Quốc cho rằng so sánh các robot với sách dạy nấu ăn và hướng dẫn YouTube do các đầu bếp chuyên nghiệp thì mục đích là để có các đầu bếp chuyên nghiệp ghi lại những công thức nấu ăn cho riêng mình. Anderson đã hình dung ra những người học có thể thực hiện hàng loạt các món ăn bằng cách xem robot của mình làm việc. Nhưng còn rất nhiều việc cần phải cải thiện chức năng của robot Molly, một số hạn chế vì không thể thay thế con người, giống như là các robot không cách nào để có thể nhìn thấy, nó không thể xác định vị trí của các thành phần hay dụng cụ khi bị di chuyển hoặc đem ra khỏi chỗ. Nó cũng không thể tự cắt thái các thực phẩm. Vì vậy, nó phải sử dụng những thành phần được chuẩn bị sẵn. Hệ thống robot Molly được giới thiệu tại Hội trợ Thương mại Công nghiệp Thường niên Hannover Messe, Đức Quốc và dự định sẽ cho ra thị trường vào năm 2017 với giá khoảng 15.000 Mỹ Kim.